học cô gái vàng trong làng nhuộm tóc cách phục hồi tóc sau hư tồn. Sử dụng những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, hot streamer Linh Ngọc Đàm hướng dẫn các cô gái cách chăm sóc tóc cực chuẩn chỉnh để phục hồi mái tóc hư tồn. Trong giới streamer, cô nàng Linh Ngọc Đàm có tiếng luôn biết cách thay đổi hình ảnh bản thân bằng những màu tóc nổi bần bật như hồng pastel, xanh dương hay xám khói. Chính vì hay nhuộm tóc nên cô nàng cũng rất riêng năng ở khâu chăm sóc và dưỡng bằng các sản phẩm an toàn để tóc không hư tổn. Theo video đăng trên kênh YouTube Linh Ngọc Đàm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo Linh, cô nàng là một tay phá tóc đẳng cấp. Tẩy tóc, mình tẩy rất là nhiều. Nối tóc, mình nối rất thường xuyên, cứ cách tháng nối một lần và tóc mình ngắn dài, ngắn dài liên tục. Hai cái đấy làm cho tóc mình thứ nhất là yếu đi, thứ hai là mỏng đi. Thứ ba là gãy rụng nhiều, tóc mình bây giờ rất là mỏng và khô, Linh ngậm ngồi chia sẻ. Chính vì vậy, cô nàng quyết định ngừng sử dụng các loại hóa chất lên tóc để mái tóc phục hồi lại trạng thái ban đầu. Mọi người nghĩ là mọi người mua các loại dầu cặp, dù dầu này dầu kia đắt tiền nhưng những cái đó vẫn là hóa học các bạn ạ. À. Để tóc có thể hồi phục một cách an toàn nhất và nhanh nhất thì mình sử dụng những công thức từ thiên nhiên nó rất an toàn và chắc chắn có hiệu quả nếu như mọi người chăm chỉ, Linh Ngọc Đàm khẳng định. Theo đó, để chuẩn bị gội đầu, Linh Ngọc Đàm lựa chọn hai loại nguyên liệu truyền thống là bổ kết và bưởi. Hồi bé bố mẹ nào mà chẳng dùng mấy cái này cho trẻ con, bởi vì bồ kết là một cái siêu tốt cho tóc cãi dụng, nó ngăn tóc cãi dụng kiểu tốt cực kỳ luôn ấy, Linh nhấn mạnh. Đầu tiên, Linh bẻ nhỏ quả bồ kết khô, bỏ đi phần hạt bồ kết nếu như tóc bạn có nhiều dầu, dễ bị bết. Phần vỏ bưởi cũng được linh cắt nhỏ trước khi cho hỗn hợp vào túi lọc đun lấy nước gội đầu. Sau khi nước đun ngà sang màu cánh rán, cô nàng vớt bỏ túi lọc còn phần nước đổ ra thau để nguội. Theo chia sẻ của linh, chúng ta không nên gội đầu lúc nước còn nóng bởi nước nóng rất dễ khiến bạn bị rụng tóc nhiều hơn. Để tạo ra dung dịch ủ giúp tóc khỏe mạnh, mềm mượt, linh sử dụng nửa quả chuối, hai thìa mật ong và nửa lon bia bất kỳ. Đợi bia bay hết ga cô nàng say nhuyễn hỗn hợp trong máy say sinh tố rồi đổ ra bát để ủ tóc sau khi đã gội sạch đầu công thức này linh cũng hay dùng và thấy rất là hiệu quả nên là chỉ cho mọi người luôn nàng youtuber nói trước bước giấy tóc linh khuyên mọi người nên sử dụng share room tinh dầu bưởi dưỡng tóc và kích thích mọc tóc sau khi tóc mình đã không còn đọng nước nữa rồi ý không còn ướt áo nữa thì mình để cho nó khô tự nhiên đến khi nào khô thì khô chứ còn hạn chế giấy nóng nhất có thể bởi vì giấy nóng rất là hại luôn á à các bạn linh ngọc đàm đưa ra lời khuyên theo linh ngọc đàm việc chăm sóc để mái tóc phục hồi sau thời gian hư tồn sẽ cần thời gian do đó cô nàng sẽ tiếp tục thực hiện các bước chăm sóc tóc này trong vòng nửa năm sau những chia sẻ hữu ích linh ngọc đàm nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ người xem youtube Chị ra video đúng thời điểm em đang cần phương pháp chăm sóc tóc an toàn và tự nhiên nhất luôn. Già mà yêu LND, tài khoản Iria để lại lời cảm ơn. Biết không nên sấy nóng gội nóng nhưng mà Hà Nội lạnh lắm chị ạ, à, tài khoản Unpun than thở. Làm con gái gội cái đầu cũng khổ, chàng trai tên Đình Thắng Nguyễn Thương cảm thay cho các bạn nữ.